Thằng kia đâu rồi? Đúng rồi, thằng gần chị đang dưới gầm. Để chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2017. Thành đoàn chúng tôi là đang rất vinh dự được đón tiếp các bác đến từ Nam Định về ký duyệt bộ sập. Đúng muốn xuất khẩu không? Bộ sập thờ tứ linh hàng siêu khủng luôn. Hàng này là hàng đúng từ xưa nay là mới ra mắt là chiếc sập thờ đầu tiên, dạ dày 10 phân. Đường nét đục chạm 100% bằng tay. Này. Đây, trên màn hình quý vị đang thấy là gia đình mình đã bác. Ông bố. Gia đình mình bác ở Nam Định là ký duyệt. Ở đây. Bác từ Nam Định bác về để có thành lần ký duyệt bộ sập thờ tứ linh khủng này. Nó rất đẹp. Bác phong cách quân đội rất đẹp. Rất đẹp. Này, còn mấy người nghỉ giải lao uống nước này này. À, đây quý vị đang thấy trên màn hình là bác đang chiêu đãi đội thợ của thành luôn. Con nó làm chúng mình làm đẹp nhá, người động ở đây gãy gãy chân nhá, có bồi dưỡng. Không để chúng mày không được được đâu. Nhưng mà phải đuôi động vào gãy chân. Có làm được không? Được. Bác. Nhưng mà ta nghiệm đúng xong mà gãy chân thì ok. Chân đang thấy trên mình đây là các bác. Bác ký xong chưa bác ơi? Này. Dạ. Mình nhớ thằng làm tao phật bóng bẩy. Không được, được. Mà màu cái màu kia kìa còn hơi nhạt hơn một tí nữa. Như cháu hiểu rồi. Cháu hiểu rồi. Và còn cái bộ ấy thì ta sẽ xem thế nào thì ta lấy, còn cứ đúng hạn ra lắp ha. Dạ vâng vâng. Cẩn thận hộ nhá. Còn mấy ngày có làm được không, có tôi thay được. Trục xuất. Quý vị đang thấy trên mình đã. Xin trân trọng cảm ơn bác. Này, chào bác. Nói thông cảm nhé. Nam Định là nôi của gỗ. Đúng rồi. Mà mày lại mày trở về nôi gỗ là mày không phải dạ, là vâng. Vừa đâu. Vâng vâng. Cháu rất hiểu. Cảm ơn bác nhá. Vâng. Bác đi nhá. Chào bác. Một lần xin trân trọng cảm ơn và chúc gia đình trọng lộ bình an. Xin chào các khách trong video clip sau.